Bài số 1 các bạn ha. Đó là bài giới thiệu về InDesign. Thì đầu tiên là mình nói về cái giao diện nè. Cái giao diện của InDesign thì nó giống như là AI vậy đó, nhưng mà mặc định của các bạn á nó không có cái thanh nằm ngang. Mấy version mới á mặc định nó ẩn vậy nè các bạn. Bởi vì cái thanh ngang này nó sẽ chuyển qua đây. Nó chuyển qua bên phải nó thành cái thanh gọi là Roberti. Đó. Vậy thì các bạn nào mà muốn mở lại cái thanh quen thuộc nằm ngang trên này, các bạn vào Windows Control. Windows Control để các bạn mở lên. Các bạn có thể lấy tập các bạn ghi nhanh cái. Thanh công cụ thì cũng giống như AI. Đó. Cái bảng bên phải cũng giống AI luôn. Hơi khác một xíu. Bên phải thì có nhiều cái bảng, còn bên phải của InDesign nó có mấy bảng thôi. Rồi, tiếp tục các bạn phóng to thu nhỏ. Phóng to thu nhỏ thì bên AI các bạn dùng gì? Dùng kính lúp phóng lên. Giờ thu nhỏ dùng gì các bạn? Control trừ. Phóng to là gì các bạn? Control. Control cộng. Vừa màn hình là control gì các bạn? Control không. Control không. Hiểu không? Ẩn các cái bảng công cụ này nè. Ẩn các cái bảng công cụ này thì các bạn có cái phím gì các bạn? Phím tab. Phím tab. Thấy không? Đó, hiện ẩn hiện cái thước là gì các bạn? Control R. Control R. Đó, ở đây nó có một cái phím là full màn hình. Các bạn ghi cái lệnh này vô. View. Print mode. Chọn cho thầy là presentation shift v đúp. Tuy nhiên cái shift v đúp này nó cũng hơi khó chịu. Nếu mà các bạn chọn vô cái hình đó, các bạn nhấn shift v đúp thì thường nó xóa cái hình đó, hiểu không? Thường nó sẽ xóa cái hình đó đó, đó. Cho nên các bạn lít ở bên ngoài vùng trống đó, các bạn nhấn shift v đúp và chờ nó một xíu nó mới hiện lên. Chắc do cái phần mềm gõ tiếng Việt này, bấm shift v đúp cái được không? Đó. Rồi nhấn F kép cho nó thu nhỏ lại. Các bạn nhớ nha, phần mềm gõ tiếng Việt đó, nó bị ảnh hưởng đó. Rồi là nó bị trùng phím á. Rồi vậy là các bạn có cái phím đó là Shift W View Print Mode Presentation. Đâu rồi? View Print Mode Presentation. Full màn hình và đúng cái chất lượng của hình ảnh luôn nha. Còn nếu mà các bạn để mặc định á là chất lượng hình ảnh nó sẽ thấp và nó thêm mấy cái đường viền nè các bạn, nó thêm mấy cái đường viền xanh gì đó nha, mình hơi khó nhìn á. Đó nè, mấy cái khung này nè, các bạn nhấn shift về đúp nha. Vậy thì chúng ta có mấy cái phím phóng to thu nhỏ, control cộng, control trừ, control không. Phím cắt là để kéo màn hình giống AI không. Phím tab là để ẩn hiện các thanh công cụ. Presentation, shift về đúp, full màn hình. Đó, các bạn ghi mấy cái đó vô nha. Chúng ta sẽ chèn văn bản. Chèn văn bản vào InDesign và chèn hình ảnh vào InDesign. Đó, để chèn văn bản vào, chèn hình ảnh vào. Thì các bạn sẽ thực hiện như sau, các bạn save một số cái hình ảnh đi nha. Sau đó các bạn chọn file new, tạo file mới. Mình chọn cái khổ in nè, print. Chọn khổ A4. Cho trang giấy nằm ngang. Đơn vị đo là mm. Mình tạo một trang thôi, một trang bay là số trang á. Facing bay là trang đôi, các bạn bỏ chết đi. Nó chuyển thành trang đơn, chút xíu đơn đôi thầy nói cho nghe. Giờ cứ tạo mới cái trang A4 rồi đã. Rồi. Để chèn hình ảnh vào á là InDesign nó làm việc khác với mấy cái phần mềm khác nha. Để chèn hình ảnh các bạn phải vẽ khung chứa hình. Thì đây là ba dạng khung chứa hình, phóng lớn các bạn coi ha. Đây ba dạng khung chứa hình đó. Hình chữ nhật có gạch chéo một dạng khung hình, hình elip có gạch chéo, hình đa giác có gạch chéo đó. Vậy là gạch chéo là để chứa hình nha. Còn bây giờ chứa chữ là gì? Chứa chữ là hình vuông. Hình vuông không có gạch chéo ha. Hình elip không có gạch chéo.
Và tương tự hình đa giác cũng không có gạch chéo. Đó. Khung bên gạch chéo này các bạn là khung chứa hình. Còn khung không gạch chéo là khung chứa màu. Có nghĩa là các bạn có thể chọn vô nó này. Các bạn chọn cho thầy cái màu fill. Fill là đây. Double it vô. Chọn cái màu fill. Cái đường viền này các bạn bỏ đây, vậy là giống AI ha. Cái chỗ thứ hai để các bạn chọn màu là ở đây nha, các bạn bỏ đường viền là ở dưới này nè. Đó, và phương án thứ ba là các bạn có thể chọn qua bảng property. Các bạn chọn màu fill đây. Fill đây. Và đường viền ở đây nè các bạn, đường viền dưới này nè. Đó là khung chứa văn bản nha. Và màu. Còn khung chứa hình đó là các bạn sẽ chọn vào hình đó. Các bạn chọn file lay. Rồi các bạn kiếm cái hình các bạn bỏ vô. Đó, các bạn kiếm hình các bạn bỏ vô. Đó. Chọn cái khung này, chọn file lay. Đây các bạn nó làm việc hơi khác với người ta nha. Muốn bỏ hình là phải có khung hình, muốn bỏ text phải có khung text. Rồi file lay để các bạn nhập vô. Nhưng mà mình bỏ vô là cái hình mình đâu nó không thấy các bạn, nó nằm bên ngoài. Nó bị ẩn bởi cái khung. Thì lúc này các bạn đưa con chỏ vào trong. Mấy version cũ ở giữa nó có cái vòng tròn tròn bấm vô đó. Còn version mới đưa vào thấy cái bàn tay thì mình bấm vô một cái. Nhấn cần trên trừ thu lại các bạn. Muốn thu nhỏ lại các bạn đè phím shift cho nó đều tỷ lệ ha. Đè phím shift cho đều tỷ lệ nè. Được chưa? Đó, phần nào dư ra bên ngoài nó tự động nó ẩn đi. Rồi tương tự hình này cũng vậy, mình đưa vô giữa nè các bạn, bấm vô một cái ha, mình giữ shift thu lại nè. Đó. Giữ shift thu lại nè. Đây các bạn bấm vô một cái giữ shift thu lại nè. Được chưa? Giữ shift thu lại. Ctrl C. Rồi các bạn dùng công cụ test nè. Hình ảnh đó là các bạn dùng công cụ chọn. Các bạn chọn file play. Còn văn bản thì các bạn dùng công cụ test. Các bạn click vô cái khung, các bạn nhấn Ctrl V dán vô. Nha. Đó, mình cứ copy văn bản thoải mái, thích gì copy cái đó. Được không? Thì lúc này các bạn làm gì nè các bạn. Các bạn muốn chỉnh cái văn bản này á, các bạn phải dùng công cụ tách. Các bạn về quét chọn vào đây nè, các bạn chọn ví dụ phông size nó lớn hơn. Đổi màu. Thấy không? Nhưng mà giờ các bạn muốn đổi màu khung á, các bạn quay về công cụ chọn. Nha. Vậy là muốn chỉnh cho cái khung á, là phải dùng công cụ Selection Tool. Muốn chỉnh cho cái văn bản á, là dùng cho thầy cái công cụ đó là Type Tool. Test. Tương tự ở đây cũng vậy. Chỉnh cho văn bản là dùng công cụ Test. Chọn vô nhấn Ctrl A chọn. Chọn màu. Đó. Muốn chỉnh cho khung á, là phải dùng công cụ chọn. Đó. Lúc này các bạn chọn vô các bạn mới chọn cái màu cho khung. Ở đây cái màu nó có mấy màu thôi, các bạn muốn thêm màu khác các bạn hãy tạo mới. Sau đó các bạn double click vô các bạn chỉnh. Nha. Double click vô các bạn chỉnh cái màu mà các bạn mong muốn. Đó. Văn bản mà nó đụng với cái lề này là đọc không được. Thấy không? Văn bản đụng cái lề đọc không được, các bạn phải chọn cái bạn công cụ chọn nè. Các bạn chọn là Object Text Frame Option. Object Text Frame Option. Để các bạn chỉnh gì? Các bạn chỉnh cái khoảng cách từ cái đường viền cho đến văn bản. Các bạn tăng cái Insert Page lên. Đây xin lỗi, mình check vô đây để nó tự động bốn hướng. Top là ở trên, Left, Right, Button. Tăng lên. Đó. Nhớ văn bản mà nằm trong khung mà có màu nền á, là các bạn phải cho nó cách. Không có để sát vậy. Để sát vậy mình vào View, chọn remote, mình chọn recension, mình coi thử nha. Nó sát gì nó khó đọc lắm, rất là khó đọc nha. Phải cách cái lề về đọc mới dễ, cho nên mai mốt bạn nào mà làm mà không có cách cái lề này thầy sẽ trừ điểm đó. Rồi tương tự anh này cũng vậy các bạn, Object Text Frame Option Ctrl B. Đó, mình chọn cái Insert Page tăng lên ha. Rồi bây giờ nói chuyện đến cái khung này, nếu mà nó bự ra vậy thì làm sao? Nó cao lên vậy thì làm sao? Đó.
trong khi cái văn bản các bạn ít mà cái khung mình cần phải cao, thì lúc này á, các bạn phải chọn Offset Text Frame Option. Offset Text Frame Option, các bạn phải canh cái văn bản theo cái trục đứng nè, Align nè, các bạn chọn Center. Ok, ở đây cũng vậy, cái khung của các bạn bự nó sẽ không có, nó sẽ bị dư như thế này không đẹp. Chọn Offset Text Frame Option. Rồi các bạn chọn Align Center. Ok. Còn văn bản mà nằm ngang á, các bạn nhấn Ctrl A, các bạn canh cho thầy Left Justify. Được chưa? Đó. Thì chỉnh khoảng cách từ đường viền đến văn bản là mình dùng Ctrl B. Chỉnh định dạng văn bản thì dùng công cụ Tab quét chọn. Được chưa các bạn? Rồi. Bây giờ mình đặt cái hình vô đây. Ví dụ mình muốn cái hình này nằm ở trên. Muốn cái hình này nằm trên nè. Đó. Thì các bạn sẽ dùng cho thầy cái lệnh đó là Object Arrange to Form. Chuyển hình lên trên và phải đẩy chữ ra bên ngoài thì ghi cho thầy cái lệnh đó là Window Text Swap. Đây chính là lệnh đẩy văn bản ra bên ngoài. Ghi cái lệnh đó giùm thầy nha. Window Text Swap. Rồi ở cái lệnh Text Swap á, đẩy vậy nè là đẩy theo khung hình vuông. Đẩy vậy nè là đẩy theo hình ảnh. Nó chạy theo khung hình vẽ và các bạn phải tăng cái giá trị này lên. Được chưa? Tương tự cho cái anh bên dưới này. Đó, các bạn muốn đẩy chữ ra bên ngoài các bạn phải đẩy theo kiểu này. Còn nếu ai đẩy vậy là nó chạy theo hình vuông. Nha, ai mà đẩy kiểu này là nó chạy theo hình vuông. Chạy theo hình vẽ. Tăng khoảng cách lên. Đó, và lúc này các bạn chuyển nó lên được rồi. Object Arrange Ring to Form, cái lệnh Ctrl Shift đóng ngoặc giống như bên Illustrator ha, à, cùng phím tắt.